Thoa đang hát là Diễm Huệ á, hồi đổi tên rồi, Liên Thu mà quên Liên Thu nha. Bây giờ Diễm Huệ bây giờ chính thức là ngày hôm nay là đổi tên là Liên Thu. Liên Thu nha cả nhà. Rồi Liên Thu nghe đổi tên rồi, tại vì sân khấu mới đổi tên mới hết. Liên Thu Misha Luyến Thu. Tại em đặt tên cho người ta nên giờ người ta đặt tên. Misha là cái gì? Misha là không có. Còn Liên Thu là con gì? Liên Thu. Liên Thu là không có. Tại em đặt tên cho người ta. Mỗi ngày tôi cứ chỉ tôi làm mẹ đỡ đầu nên có đặt tên thôi. Cúng cơm để hết đi. Sao giờ ai cũng trắng hết ta? Sao giờ ai cũng trắng bách? Giờ này ai cũng trắng sáng luôn mọi người ơi nè đó. Đây Lộ Lộ cũng đang chuẩn bị nha mọi người. Cầm Nhung. Hello. À. Rồi bữa nay khai trương được Bình Dương rồi, Lộ Lộ ơi, cảm thấy làm sao? Rất là hồ hởi chờ đợi, thiệt lòng là rất mừng. Bây giờ không có, nói chung là nếu mà mọi người ngày qua đó đi diễn mà đứng trên sân khấu người ta mà khóc, tại vì mình rất là hẹn sân khấu của mình, chạm mặt khó tả lắm, không biết mọi người sao nhưng rất khó tả. Tổng mình sẽ tối nha, tối nay. Đặc biệt là 8 tháng 3 thì các bạn nữ, các chị em, các cô tới Sài Gòn Cần Thơ sẽ được tặng vé miễn phí để trúng một cái sợi dây chuyền một chỉ. À, cái mấy anh phải mua 50 ngàn nhưng mà cô thì sẽ tặng. Phụ nữ là sẽ được tặng cái vòng vé đặc biệt mọi người. Nhớ tới nha. Nhớ tới coi Cẩm Nhung diễn nha mọi người. Bỏ qua tiết mục báo hiếu đi. Mọi người ơi, hôm nay là Sài Gòn Tân Thời khai trương điểm mới nha mọi người, nhà văn hóa thiếu nhi, à, phải đúng không? Đó, nên là khán giả Bình Dương đó mọi người, mọi người gần ở đây hay là dạng cái số cũng gần lắm. Mọi người đến đây chơi dưới đầu nha mọi người, hoặc là khán giả ở Sài Gòn á, buồn quá mình chạy xuống đây luôn, mặt tiền quốc lộ, đúng quốc rồi. Lộ nhìn qua bên trái cái nhà văn hóa đó là thấy liền dễ tìm đó mọi người. 591 nha mọi người, đại lộ Bình Dương. Nhà thiếu nhi chị ơi. Nhà thiếu nhi. Nhà thiếu nhi thôi chứ không có chữ văn hóa ở trong đó. Đây chàng trai đây mọi người. Mọi người đang rất là sớm luôn, mọi người ở đây ở xa đang cái nhà văn hóa của Bình Dương. Đó, tôi đặt là lâu lắm rồi, từ hôm Tết đầu có diễn ở Bình Dương xong cái hiện tại bây giờ là mới diễn lại nha mọi người. Đó, dành cho những khán giả ở Bình Dương ở xa không xuống Sài Gòn được nhé, cùng chơi nha. Cái gì? Không có, anh không có chú trong này em. Chú trong này có không? Không. À, okay. Không có. Sân khấu mới còn hơi chưa có cái chỗ để mọi người ấy trang điểm đó mọi người, cho nên đang tặng mỗi người làm một góc. Mỗi người sẽ làm một góc. Gì đây? Mở đại tiệc hả? Wow, đại tiệc luôn, Pepsi, Coca. Hôm nay là có tiệc khai trương nha mọi người. Đó, có tiệc khai trương đó, đợt ăn thuốc uống nè. Này có anh Út đẹp trai nữa nha mọi người. Đó, có anh Út đẹp trai nè. Đây là anh Út thầy đờn của đoàn đó mọi người. Anh Út xuất sắc của đoàn đó. Rồi, kế đây là có thêm ba chàng trai nữa. Một hồi sẽ hóa thân thành hai cô gái và một chàng trai. Đó, đây là Lê Cần nha mọi người. Đó, Lê Cần diễn tối nay đi Đà Lạt luôn. Hello
đây là mộc trà, đây là cầu, cầu đó, cầu 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 đó, đây là cầu cầu nha mọi người. Em là Bin Lê hả? Em là Bin Lê. Bin Lê là sao? Tóc này là Bin Lê rồi. Hello tất cả mọi người. Mọi người ơi, anh đang chim. Ừ, anh quay thôi. Hello mọi người, mọi người ơi. Nào mọi người mà ai có coi qua cái kênh YouTube của anh Mễ Thuận nha mọi người. Mọi người chưa biết cái đến sân khấu của Đài Lô Tô, sân khấu mới của Đài Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Mọi người hãy theo dõi và follow kênh nha mọi người. Mọi người chưa biết được địa chỉ nha mọi người nha. Ở đây là tại tại 591 Đại Lộ Bình Dương, nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương. Để là nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương 83 phải không ta? Nhớ vậy đó. Biết phải không? Kế bên công viên Thanh Lễ nha mọi người nha, vui vẻ. Công viên Thanh Lễ. Mình tới đây mình sẽ được gặp qua nam ca sĩ Lũ Mũi Bự, Lê Cần. Đó. Đó, nam thanh lịch Lê Cần nha mọi người, sẽ làm hại làm tất cả quý vị cho buổi tối đêm nay và đặc biệt nhiều đêm nữa. Đặc biệt mà những chuyện mà gọi là phòng the thì Lê Cần đáp ứng được luôn. Trời ơi, là sao? Một lời một lời giới thiệu. Người ta nói lỗ mũi to là sao ta không hiểu. Tại sao nó chuyện như vậy? Mọi người nhớ đến xem anh Việt Nam có đổi nó giả hôm nay nha mọi người. Tất nhiên là đổi rồi mọi người. Mọi người có thắc mắc là em có dự định khóc hay không nè tối nay. Tối nay hả anh? Khai trương. Ôi khai trương khóc xù. Tối nay đừng khóc. Sắp hay ra cũng đặt cho em gì khóc vậy. Không, nhưng mà bây giờ đúng rồi em là về ông hoàng. Ông hoàng gì chị? Nước mắt. Ông hoàng nước mắt là ông sao? Ông hoàng nước mắt. Em không biết sao tự nhiên cái cảm xúc đâu nó cứ tuôn ra vậy anh. Em tuôn ra hoài luôn hả? Em phải kìm nén lại. Ai mỗi trong người mỗi người của mình á là có một cái cảm xúc đi lên sân khấu. Đúng rồi, em là sân khấu là như vậy. Giống như Kim Anh nó sẽ khóc bằng hai con mắt, còn này nó mình đang khóc có một con mắt thôi, giống như Kim Anh. À như vậy rồi. À ông hoàng nước mắt hả? Nữ hoàng nước mắt. Ông hoàng. Ông hoàng, ông hoàng sầu buồn. Hoàng tử đi. Hoàng tử nước mắt. Hoàng tử đi. Ông hoàng nghe thôi vậy. Hoàng tử sầu muộn hả? Hoàng tử sầu muộn. Đúng rồi. Nước mắt của em dư á. Giống như Đức Phật nói vậy. Nước mắt của người ta là khóc ra là mặn, còn này nước mắt này là nước mắt xảo. Nước mắt lạc. Đã cho em sao chị dập em vậy? Tại sao vậy? Rồi để chị nói cho em nghe. Chị nói cho nó em thấy chưa? Chị mới nói một câu rồi em nó lòi ra. Đúng rồi. Nó em biết mà. Bây giờ nói trước mặt các chị em. Đó. Sau lưng học. Đó, bây giờ còn bây giờ thì thà chị hy sinh cho. Để hy sinh chị nói vậy cho lòi cái bộ mặt ra đúng không? Thì đó, cho lòi mặt chuột ra. Luôn chứ đâu cần sau lưng đâu. Thì đó. Ôi trời, vậy sao nào không nói trước đi. Đại chị lên tiếng đánh đồng. Đúng rồi. Hay vậy quá. Ghê chưa. Của chị là ăn đồng tống đồng gió. Giờ em mới biết ai thiệt ai giả. Thì đó cũng chị cũng học hỏi từ mấy con nhỏ em của chị đó. Hỏi lửa. Hỏi lửa. Chưa gửi. Đó thì mọi người tới nha mọi người. Có rất là nhiều những cái sự hấp dẫn đang chờ đón trong đêm hôm nay là một đêm khai trương rất là xuất sắc của đoàn đó. Sân khấu này cũng vừa vặn ha, không quá lớn, không quá nhỏ, đủ để mọi người tới tập trung vui vẻ, có ghế ngồi ha. Đó, có ghế ngồi nè, sân khấu không gian khá là rộng ha. Đó. Mọi người đang tập trung rất là chuyên nghiệp để cho tối nay diễn nha mọi người.